Vâng. Thì thôi mình mua cái cây nhỏ. Đấy, hôm nay 1 triệu. Cháu Tuấn đến bàn giao cho cây cho bác đây. Bác giới thiệu mình chút ạ. Vâng. Không biết giới thiệu thế nào nhỉ? Bác tên là gì ạ? Bác tên là Nam. Bác Nam, vâng. Ừ. Bác Nam, sao bác Nam lại biết cháu Tuấn ở trên... Bác xem trên mạng. À. Ừ. Vâng. Thế cháu cũng đăng hình trong cái cộng đồng hội những người yêu rẻ ba miền đấy. Ừ, ừ. Và hôm nay thì cháu bàn giao cho bác cái này. Đấy, về bác chăm là sao nó tươi tốt. Thì còn hướng dẫn kỹ thuật bác chăm như thế nào, cắt cành nào. Thì nếu mà bác chưa thạo thì bác có thể gọi điện cho cháu riêng. Ừ. Cháu hướng dẫn cho. Ừ, bác cảm ơn. Vâng. Đấy, hôm nay bàn giao cho bác Nam cái cây này là dòng rẻ lá tròn, lá trung. Đấy. Cho nên là các bạn nhìn mặt lá này, lúc nào nó bóng bóng căng. Hoa thì rất là thơm. Đấy, bác chăm cây tươi tốt. Đây, rất là đẹp. Sao trông cái đây có cây hoa. Có nấng bỏ cái này được không cháu? Đấy nha, cháu bảo nhá, lên trồng đặt vào chỗ ổn định thì bắt đầu bác nới dần ra. Đúng rồi, đấy, nới dần. Ừ. Tức là vẫn có thể là bó thêm vào đây. Nhưng mà bỏ cái này nới ra. Đấy. Cho nó nỏng hơn đi. Vâng, để cây nó thẳng tuyệt đối. Ừ. Cho nó đẹp. Đấy. Cây này là cháu trồng từ nhỏ. Ừ. Trồng trong chậu, sau đấy là cháu lại chuyển vào cái bầu vải. Ừ. Đấy, bác yên tâm, không sợ đâu. Bác gửi cho kia. Cháu cảm ơn bác nhé. Vâng, chúc các bác về chăm cây tươi tốt. Ừ. Phân dùng như thế nào gọi cho cháu, cháu ship cho. Ừ. Đấy. Cứ dùng phân hữu cơ cho an toàn. Đấy, phân hữu cơ NPK mà cứ gọi là sướng sướng tay cái bón quá là hỏng hết. Chết hết. Cây. Chết hết. Ừ. Yêu cây đôi khi mất những cây nó chết, những cây nó đẹp mình đấy. Tiếc lắm. Vâng, thế bác nhá, cháu bận đi công tác chút. Ừ, vâng. Giờ lúc nào rảnh rảnh thì bác cháu mình trò chuyện với nhau. Ừ. Vâng. Cảm ơn các bác nhiều. Này, tiện thể chưa?